Theo hãng tin Reuters ngày 8 tháng 10, một người con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị trục xuất và bị cấm quay về Pháp. Việc trục xuất này liên quan đến những bình luận được cho là tôn vinh chủ nghĩa khủng bố mà người này đăng trên mạng xã hội. Reuters đưa tin Omar Bin Laden, con trai của Osama Bin Laden, đã có nhiều năm sống và dành thời gian vẽ tranh phong cảnh tại vùng Normandy của Pháp. Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết ông đã cấm ông Bin Laden nhập cảnh vào Pháp và ông Bin Laden trước đó đã bị trục xuất khỏi nước này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp không thông tin chi tiết về thời điểm trục xuất và địa điểm mà ông Bin Laden bị trục xuất đến. Theo báo địa phương, ông Bin Laden vào tháng 3 năm 2023 đã gây sự chú ý với chính quyền Pháp khi đăng tải một bài đăng lên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật cha mình. Cha của ông Bin Laden, trùm khủng bố Osama Bin Laden, bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt vào năm 2011. Hãng tin Reuters cho biết họ hiện không thể tìm thấy bài đăng trên mạng xã hội nói trên của ông Bin Laden.